Cẩm Tú và Việt Anh kính chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu chương trình thời sự ngày hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2024, mời quý khán giả cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau. Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập câu lạc bộ phụ nữ từ thiện tỉnh Tây Ninh. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Sẽ có thêm chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 5, bên cạnh nội dung chính về công tác nhân sự, một trong những nội dung được các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 quan tâm là báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, cũng như giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023, công tác bình đẳng giới có nhiều tiến bộ vượt bậc. Chỉ số xếp hạng của Việt Nam tăng 15 bậc so với năm 2021. Khoảng cách giới giữa nam và nữ trong các lĩnh vực được thu hẹp. Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách, ra quyết định, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, có 4 chỉ tiêu còn khoảng cách nhất định so với mục tiêu đề ra đến năm 2025. Đặc biệt là tỷ số giới tính khi sinh vẫn có xu hướng gia tăng. Việc thí điểm triển khai cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới còn gặp nhiều khó khăn. Các cái giải pháp thực hiện thì phải đề cao cái vai trò của người phụ nữ trong xã hội, rồi đặc biệt là trong gia đình thì phải có một sự cân bằng trong việc nuôi dạy con cái, rồi đóng góp của người phụ nữ trong gia đình cũng như đóng góp của người đàn ông trong cái việc mà xây dựng một cái gia đình nó hạnh phúc và đảm bảo được cân bằng giới tính. Ngoài ra thì về mặt xã hội thì các chính sách của Đảng và Nhà nước cũng cần phải ưu đãi về các cái chế độ về việc làm, về chế độ thai sản, chế độ nghỉ ngơi sau khi sinh và thời gian làm việc phục hồi sau khi sinh. Nhiều ý kiến cũng đề xuất hiến kế một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội với sự hiểu biết sâu sắc và thể hiện tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội đối với các vấn đề quan trọng của đất nước mà đông đảo cử tri quan tâm. Cái việc miễn giảm giãn thuế phí và tiền thuế đất này cũng như là giảm thuế VAT sẽ hỗ trợ cho thị trường, hỗ trợ cho cái tốc độ tăng trưởng kinh tế chúng ta đạt được cái mục tiêu đề ra. Đồng thời là chúng ta quan tâm nữa đến cái việc là miễn giảm cơ cấu lại các khoản nợ vay đối với các doanh nghiệp, bởi vì tình hình doanh nghiệp hiện nay cũng còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, tiếp tục thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước, với kỳ vọng sẽ đề ra các giải pháp hữu hiệu, thúc đẩy phục hồi nền kinh tế, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, giúp đất nước phát triển. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5 tại Tây Ninh, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp cùng Sở Nội vụ Tây Ninh tổ chức hội nghị phổ biến quy định pháp luật về tôn giáo cho hơn 80 vị chức sắc chức việc, tín đồ đến từ ba đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh, Ban quản trị các thánh đường và các cơ sở bồi dưỡng giáo lý Islam. Ông Nguyễn Ánh Chức, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đã thông tin về tình hình tín ngưỡng tôn giáo trong nước và chính sách đối với tín ngưỡng tôn giáo thời gian qua cùng một số nội dung liên quan về tôn giáo. Việc nắm vững các quy định của pháp luật sẽ giúp các quý vị chức sắc chức việc, tín đồ chủ động tuân thủ pháp luật, sống làm việc, học tập với tinh thần của một công dân gương mẫu, góp phần tích cực cho sự phát triển vững mạnh của cộng đồng Hồi giáo cũng như góp phần xây dựng tỉnh Tây Ninh ngày càng phồn vinh. Ngoài ra, các đại biểu Hồi giáo Islam còn được hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95 năm 2023 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, phổ biến hướng dẫn thực hiện luật phòng chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn liên quan về những quy định của luật đất đai năm 2024, những văn bản pháp luật về đất đai, xây dựng liên quan đến tôn giáo, tình hình Hồi giáo thế giới. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, thông tin đến hội nghị về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời gian qua và những chính sách của tỉnh đối với đồng bào dân tộc tôn giáo. Chiều ngày 22 tháng 5, Câu lạc bộ Phụ nữ từ thiện tỉnh cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 12 năm thành lập,
2012-2024. Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Yến Mai, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cách đây 12 năm, Câu lạc bộ Phụ nữ từ thiện tỉnh trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh được thành lập với 13 thành viên. Theo quy chế, hàng tháng mỗi thành viên câu lạc bộ đóng góp vào quỹ từ thiện số tiền 3 triệu đồng, xét hỗ trợ cho hai hộ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thông qua hình thức trao tặng bò sinh sản, tạo điều kiện giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Đến nay câu lạc bộ đã hỗ trợ bò sinh sản cho 243 hộ gia đình với tổng số tiền gần 5,2 tỷ đồng. Từ 243 con bò được hỗ trợ, nhờ sự chăm sóc chu đáo của các gia đình đã sinh thêm được 426 con bê. Hiện có 57 bò mẹ đang mang bầu. Hoạt động của câu lạc bộ được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao, nhận được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng xã hội, được đánh giá là câu lạc bộ duy nhất trong tỉnh có mô hình hoạt động hiệu quả thiết thực. Dịp này câu lạc bộ ra mắt 4 thành viên mới, 12 thành viên của câu lạc bộ và một mạnh thường quân đồng hành xuyên suốt cùng câu lạc bộ được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì sự đồng hành hỗ trợ cùng phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 12 năm qua. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024 đến dự có ông Võ Đức Trong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh. Tại buổi đại lễ, ban tổ chức đã tuyên đọc thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn văn đại lễ Phật đản của Đức Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những năm qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, các tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Nay, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, mong muốn trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thưa quý vị, tại phiên họp thẩm tra vào sáng ngày 22 tháng 5 do bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình tờ trình dự thảo nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết nhằm đảm bảo triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, qua đó hỗ trợ tạo điều kiện cho người cai nghiện thực hiện việc cai nghiện đạt hiệu quả, đồng thời hỗ trợ người làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện được hỗ trợ phấn đấu cho công việc. Một số nội dung được đề xuất trong tờ trình dự thảo nghị quyết như sau: định mức tiền ăn hàng tháng của người thuộc diện cai nghiện bắt buộc bằng 0,8 mức lương cơ sở hiện hành. Các ngày lễ Tết hoặc khi người cai nghiện bị ốm sẽ được hưởng chế độ cao hơn. Đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy sẽ được hỗ trợ 100% chi phí cai nghiện ma túy, thuốc chữa bệnh thông thường. Người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện và đối tượng sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng sẽ được nhận hỗ trợ bằng 0,6 lần mức lương cơ sở hiện hành một người một tháng. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa xã hội đã cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung này sẽ được trình tại kỳ họp 12 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 5 sắp tới. Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 5, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến trên kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc. Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình hai tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua đề án phân loại đô thị đối với hai thị xã của tỉnh là đô thị loại 3. Để có cơ sở và đảm bảo thành phần hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định công nhận thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh là đô thị loại 3 theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh cần trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án phân loại đô thị bằng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua lập đề án đánh giá, thị xã Trảng Bàng hiện nay đã đạt 57 trên 63 tiêu chuẩn đô thị loại 3, tổng số điểm đạt được là 86,76 trên 100 điểm. Qua đó đảm bảo yêu cầu phân loại, trình thẩm định, công nhận thị xã Trảng Bàng là đô thị loại 3. Thị xã Hòa Thành cũng đã đạt 59 trên 63 tiêu chuẩn đô thị loại 3, với tổng số điểm đạt được là 88,29 trên 100 điểm, đảm bảo yêu cầu phân loại, trình thẩm định, công nhận thị xã Hòa Thành là đô thị loại 3.
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với hai dự thảo nghị quyết. Đồng thời, Ban pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm đưa ra các giải pháp ưu tiên tập trung, huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt nêu trên trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, mưa là ngập, một câu chuyện không mới. Tuy nhiên, đây lại là câu chuyện diễn ra trong nhiều năm nay tại đường Bầu Năng Chà Là, một con đường nhỏ nhưng lại có lưu lượng phương tiện di chuyển rất đông. Thưa quý vị, ngập nước, sình lầy, đường nhỏ, phương tiện đông là những gì mà hơn 50 hộ dân ở đường Bầu Năng Chà Là đang phải chịu khi mùa mưa năm 2024 chỉ mới bắt đầu. Từ ngã ba Bầu Năng theo đường Bầu Năng Chà Là ra đường DT784 đến chỗ tôi đứng chỉ khoảng 500m. Tuy nhiên, có tới 2 chỗ bị ngập nước và hư hại nặng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cũng như là sinh hoạt, tình hình buôn bán kinh doanh của hộ dân bên đường. Cái đường này là buổi chiều là công nhân đổ về rất là đông, mà mưa chỉ cần mưa nhỏ thôi là động dũng rất là bực, rất là lớn vậy nè. Con cái rồi đi học cũng đi ra đường cũng đâu được đâu. Buôn bán thì ngồi lề đường thì xe nó chạy ngang nó văng nước vô tới đường luôn. Buôn bán không có được. Rồi nước ở chợ nó tràn ra, nó thoát không kịp nó tràn ra rồi nó văng lên nó hôi lắm. Động 2-3 bữa là rất là hôi. Chứ cái đường giờ ngập quá, mưa lớn nó ngập dữ dằn lắm, nó dập nó mặn ngập mà dân không thấy đường chạy xe luôn. Chụp lỗ, học sinh đi học đi ngang này cũng khó khăn thì nó nhiều khi cũng đẩy, không dám chạy. Có phút này thôi. Từ ngã ba Bầu Năng đèn xe đèn đỏ đó xuống chạy xuống thẳng Chà Là mà nó có khoảng chừng 500 mét thôi. Mà bây giờ lỗ hang không, mưa gió ngập lụt, bây giờ người dân đi là có thể là té ngã đồ cũng nhiều lắm. Thậm chí cả học sinh đi rồi lách rồi đường đồ nó cũng hẹp dữ lắm. Thực trạng này không chỉ gây nhiều phiền hà, bức xúc cho người tham gia giao thông, mà còn là nỗi niềm của các hộ dân sống trong khu vực ấp Ninh Hiệp, xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu suốt nhiều năm nay. Tuyến đường này đã bị hư hỏng nặng, chỉ sau một cơn mưa, nhiều vị trí trên đường này xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi, khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn. Ghi nhận tại hiện trường vào chiều ngày 21 tháng 5, nước vẫn chưa rút hết. Nước bẩn, sình lầy, ô nhiễm gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Không chỉ tại đây, cách vị trí mà chúng tôi ghi nhận hiện trạng khoảng 1 km, hướng đi ra đường DT784 cũng xảy ra tình trạng ổ voi, ổ gà tương tự, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Mong là chính quyền là hỗ trợ là dân là làm đường này cho thoát nước cho là con em đồ đi học đồ ở đây trường là nít là đi học đi bộ không à, chứ không ít cha mẹ đưa rước lắm, tại trường gần mà ra đường thì đi không được, xe cộ ra đường nước dụng nước này coi vậy chứ mưa lớn là sâu lắm, qua tràn ra đường mà tràn không hết là nhiều là nó ngập lại. Bây giờ yêu cầu cơ quan nào có thẩm quyền thì làm dùm cho người dân người ta đi cho nó an toàn qua cái giao thông đó thôi. Là sợ người dân người ta té thôi, hay nó học sinh rồi nó đi cũng nhiều, con đường này bây giờ xí nghiệp nó đi cũng quá là đông. Là lạng lách là té ngã nhiều lắm. Mùa mưa chỉ mới bắt đầu, cũng là lúc người dân sinh sống ở ấp Ninh Hiệp, xã Bầu Năng lo lắng khi đoạn đường Bầu Năng Chà Là lại tái hiện cảnh lầy lội trơn trượt, nguy cơ tai nạn giao thông luôn thường trực. Rất mong các ngành chức năng sớm triển khai thi công sửa chữa, mở rộng tuyến đường để người dân tham gia giao thông được an toàn, thông suốt. Tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh năm 2024. Bắt giữ đối tượng buôn bán động vật hoang dã. Biến đổi khí hậu làm tăng tần suất nhiễu động không khí. Ngày 22 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024 với chủ đề sáng tạo số, chuyển đổi xanh. Và ngày hội cũng đã thu hút được đông đảo tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh tham dự.
Trong ngày hội có phần giao lưu với gương doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương. Qua đó có những kinh nghiệm, những câu chuyện, những định hướng, gợi ý hữu ích cần thiết cho các đại biểu dự ngày hội, cùng một số thông tin, kênh kết nối về phát triển thị trường sản phẩm để hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp địa phương. Mình thấy một cái tiềm năng lớn ở Tây Ninh, đó là cái ý chí đam mê khởi nghiệp của các bạn trẻ cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù mảnh đất của chúng ta nắng và gió và rất là nhiều cái khó khăn, nhưng mà các bạn đã biết biến được cái thách thức thành cái cơ hội cho mình. Và những cái sản phẩm chỉ dẫn địa lý hiện nay ở Tây Ninh, các bạn tận dụng tối đa tất cả những cái tiềm lực có thể. Ngày hội còn có hội thảo hỗ trợ kết nối và phát triển các sản phẩm ô cốp tỉnh Tây Ninh, cùng phần chia sẻ các chuyên đề của các chuyên gia về đổi mới sáng tạo và những vấn đề liên quan. Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh năm 2024-2025 đến các cơ quan đơn vị, các cán bộ, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia cuộc thi. Ngày 21 tháng 5, Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tây Ninh ra thông báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh là cấp 2, cấp trung bình. Theo đó, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng không còn ở mức cao. Theo bản tin dự báo thời tiết và cấp dự báo cháy rừng của Cục Kiểm Lâm, hiện nay cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là cấp 2, cấp trung bình. Tuy nhiên, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, có thể xuất hiện trở lại các đợt nắng nóng trong thời gian tới, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng. Thường trực Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có rừng, các đơn vị chủ rừng và chi cục kiểm lâm không được chủ quan công tác phòng cháy chữa cháy rừng cho đến khi mùa mưa chính thức bắt đầu. Ngoài ra, căn cứ theo cấp dự báo cháy rừng để thực hiện biện pháp phòng cháy rừng phù hợp quy định tại Điều 46, Nghị định 156 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ cấu nông, lâm, thủy sản tỉnh Tây Ninh chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu GRDP của tỉnh với 19,8%, đóng góp hơn 21.700 tỷ đồng năm 2023. Và Việt Anh sẽ tiếp tục thông tin chi tiết đến quý vị. Cảm ơn Cẩm Tú. Xin được tiếp nối thông tin của phát thanh viên Cẩm Tú. Thú vị, hiện tỉnh Tây Ninh có khoảng 483.000 con gia súc, 10 triệu con gia cầm, 1.000 nhà nuôi chim yến, 462 trang trại chăn nuôi gia súc và 116 trang trại chăn nuôi gia cầm. Sản phẩm chăn nuôi thịt hơi các loại ước 213.090 tấn trong một năm. Có 81 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Có 71 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. Hai huyện Dương Minh Châu, Tân Châu được chứng nhận dùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle. Nhìn chung trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi ở tỉnh Tây Ninh vẫn được duy trì và phát triển ổn định. Cơ cấu ngành chăn nuôi đã được chuyển đổi mạnh từ chăn nuôi quy mô nông hộ sang chăn nuôi quy mô trang trại ứng dụng công nghệ cao, từng bước gắn với chuỗi chăn nuôi giết mổ và chế biến sản phẩm xuất khẩu, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, Công an thị xã Hòa Thành cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Hoàng Vinh, sinh năm 1974, thường trú ở khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm, đồng thời chuyển giao số động vật quý hiếm này cho Trạm Bảo hộ Động vật Hoang dã Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, theo quy định. Vào lúc 15 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2024, Công an thị xã Hòa Thành phối hợp cùng Công an xã Trường Tây bắt quả tang đối tượng Đặng Hoàng Vinh đang trên đường vận chuyển động vật nguy cấp quý hiếm đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 8 cá thể rắn hổ chúa có trọng lượng khoảng 20,8 kg. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đặng Hoàng Vinh khai nhận khoảng đầu tháng 1 năm 2024, đối tượng Vinh có sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo với nickname Vinh, tham gia hội nhóm kín mua bán về đặc sản rừng, thường xuyên đăng tải những hình ảnh động vật nguy cấp quý hiếm như rắn hổ chúa, rùa răng, mèo rừng nhằm mục đích đi mua bán lại để kiếm lời. Ngày 21 tháng 5, đối tượng Vinh tìm mua được 8 con rắn hổ chúa khối lượng 21 kg với số tiền 29 triệu 400 ngàn đồng. Sau đó điều khiển xe mô tô biển số 70L1-68399 đến khu vực chợ Long Hải, thị xã Hòa Thành để bán lại thì bị lực lượng công an thị xã Hòa Thành phát hiện bắt giữ. Thú vị, báo cáo Việt Nam năm 2045
xu hướng kinh tế toàn cầu và hàm ý chính sách cho Việt Nam, đưa ra dự báo từ nay đến năm 2050, tăng trưởng thương mại thế giới có thể chậm lại trong ngắn hạn. Trong trung hạn, thương mại toàn cầu sẽ có những động lực tăng trưởng mới, xuất phát từ chi phí thương mại giảm. Những yếu tố này góp phần định hình nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới. Báo cáo Việt Nam năm 2045 nhấn mạnh các xu hướng định hình kinh tế Việt Nam. Đó là xu hướng đầu tư bền vững FDI vào năng lượng tái tạo gia tăng trong những năm gần đây, việc đầu tư mới trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch, tăng trưởng thương mại đối với hàng hóa xanh, thân thiện với môi trường dự báo sẽ tăng lên. Các cái yêu cầu của các cái đối tác thương mại Việt Nam hiện nay thì nó ngặt nghèo hơn, nó đòi hỏi các cái sản phẩm xanh nhiều hơn. Ở một góc độ nào đấy thì nó làm tăng cái chi phí cho thương mại ở Việt Nam. Nhưng mà nó cũng về dài hạn thì nó có thể coi là một cái nhân tố để chúng ta buộc phải thay đổi, để theo cái hướng rằng là chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều hơn với các cái thị trường mới. Việt Nam có cơ hội tăng cường quan hệ với Trung Quốc do chuyển hướng thương mại của Trung Quốc từ Mỹ sang Việt Nam, Indonesia, Malaysia, đồng thời thu hút FDI và bán dẫn và năng lượng. Thu hút đầu tư và hỗ trợ của Mỹ do công nghiệp bán dẫn, nhờ vị trí chiến lược của Việt Nam và thành công của Việt Nam trong xuất khẩu hàng điện tử, tiềm năng về nguồn cung rất hiếm. Chính phủ thì trong năm 2023 là làm rất nhiều về cái sản xuất bán dẫn. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là ở trong nước Việt Nam, chúng ta chưa có một cái đối tác tương ứng đủ tầm để có thể làm đối tác được với các cái doanh nghiệp sản xuất chip và sản xuất bán dẫn của thế giới. Vì thế cho nên là nếu chúng ta không tự thay đổi các cái doanh nghiệp của Việt Nam, nuôi các doanh nghiệp Việt phát triển lên, thì chúng ta sẽ trở thành là FDI và người làm thuê thôi. Đưa ra khuyến nghị chính sách, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tận dụng các cơ hội tích cực từ bên ngoài, hạn chế các rủi ro, xây dựng phát triển thể chế phù hợp với tình hình mới. Có như vậy, chúng ta mới đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 và mục tiêu đạt phát thải ròng là không vào năm 2050. Thưa quý vị, nhiễu động không khí không phải hiện tượng hiếm gặp khi di chuyển bằng đường hàng không, nhưng hiện tượng này thì đang ngày càng trở nên phức tạp và thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Theo các nhà khoa học, những hình thái thời tiết như bão, luồng không khí lạnh và luồng không khí ấm, cũng như sự chuyển động của không khí xung quanh núi, đều có thể gây ra sự nhiễu động không khí khi máy bay bay qua. Hiện tượng nhiễu động cũng có thể xảy ra với các dòng khí quyển chuyển động nhanh và mạnh, lưu thông khắp địa cầu ở những vị độ nhất định. Theo các chuyên gia, hành khách máy bay nên thắt dây an toàn để hạn chế tối đa nguy cơ gặp phải chấn thương khi máy bay di chuyển qua vùng nhiễu động. Một nghiên cứu mới đây cho thấy hơn 1/3 diện tích rừng nhiệt đới Amazon đang gặp khó khăn trong quá trình phục hồi sau hạn hán, làm dấy lên lo ngại về khả năng phục hồi của hệ sinh thái quan trọng toàn cầu này. Theo kết quả nghiên cứu, 37% thảm thực vật trưởng thành trong khu vực đang có xu hướng phục hồi chậm lại. Khu vực Đông Nam Amazon bị chặt phá và suy thoái nặng nề có nguy cơ cao nhất rơi vào điểm tới hạn, nghĩa là thảm thực vật nhiệt đới có thể suy giảm thảm khốc sang trạng thái khô hạn hơn. Ngày 21 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế viện trợ vào Gaza, trong bối cảnh tuyến đường chính cung cấp viện trợ y tế khẩn cấp vào vùng lãnh thổ này của người Palestine từ Ai Cập đã bị cắt đứt. Phát biểu họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo nếu không có thêm viện trợ vào dải Gaza, WHO sẽ không thể duy trì hỗ trợ các bệnh viện và cứu sống người dân. Cùng ngày, Lầu Năm Góc thông báo một lộ trình mới đã được thiết lập nhằm vận chuyển hàng viện trợ tới Gaza sau khi một số xe tải chở hàng gặp trở ngại do đám đông vây quanh, làm gián đoạn tiến độ viện trợ trong 3 ngày liên tiếp. Hiện hàng viện trợ đang được chuyển từ một cầu cảng nổi do Mỹ xây dựng tới các kho hàng ở Gaza. Đầu tháng 5 năm 2024, Thủ hiến bang South Australia, ông Peter Manilowskis đã đề nghị cựu chánh án tòa án tối cao xem xét các lộ trình để chính quyền bang South Australia áp đặt lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 14 tuổi. Theo đề xuất, những trẻ em từ 14 đến 15 tuổi khi truy cập vào tài khoản mạng xã hội cần có sự đồng ý của cha mẹ. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng hoan nghênh những nỗ lực tìm kiếm các biện pháp hạn chế độ tuổi sử dụng mạng xã hội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.